Em thắng chào bà con. Ngày hôm nay tiếp tục em thắng sẽ chia sẻ về một giống mít bà con đang tìm mua trồng. Đầu tiên là mình đừng nói về kinh tế nha, trồng ăn rất là nhiều. Do là thấy các kênh YouTube tụi em quay nó muối trái nhiều quá. Đầu tiên em xin giải thích về tên gọi. Lý do tại sao ở cây giống tâm phúc tụi em gọi là mít tố nữ vị sầu riêng. Đầu tiên là em nói tố nữ. Tố nữ. Tố tức là tiết tố của người phụ nữ và nữ là cái sự yếu đuối yếu đuối là sao em giải thích đối với cái tố nữ <laughs> khi mà đi xa cô chú mà tụi em đóng hoặc là mình chạy ngoài gió nhiều là cây nó dễ bị rỉ sắt giống như nè nó chuyển màu để thấy sự yếu đuối của nó đó rồi em nói từ tố làm nói tiết tố đù nữ là tức là gì là nếu gọi là nữ và tố nữ thì nó sẽ có lông lông là ở mặt dưới và ở thân là có đây là cái ghép chui ha cái ghép mắt cũng như vậy là nó phải có lông ở mặt dưới và ở thân mấy này đụng vô ngứa lắm nghe cô chú đây lấy nét thì lông ở ở mặt dưới và thân bà con ta xem nó mới là tố nữ tại đặc trưng của tố nữ là vậy thôi còn vị sầu riêng thì khi bà con chúng ta xem mà em thắng quay á chia sẻ đó thì ăn vô nó có vị béo của sầu riêng chứ nó không có hương sầu riêng nha hương sầu riêng là tầm bậy rồi tại vì mít mà hương sầu riêng thì để mình mua cái trái sầu riêng mình ăn luôn vị là vị béo của sầu riêng và màu sắc nó rất là đẹp luôn bà con nó màu vàng cam chứ không phải như tố nữ xưa của mình mà dạng như màu vàng vàng tươi còn này là vàng cam muối nó thì không lối thoát luôn. Đảm bảo cô chú trái này, một trái mít tố nữ vị sầu riêng lớn nhất của nó là khoảng 4 kg. Bốn người đàn ông ăn có thể ăn không hết. Vì sao? Nó béo. Nó béo thì thì mình ăn có cái cái hơi ngán xíu. Nhưng mà rất là tuyệt vời. Mà trồng khoảng 18 tháng là cây đã cho trái rồi. Còn nhiều kênh họ gọi là mít mơ, mít tố ngựa, mít tố nữ hoàng gia. Ờ, có người kêu là mít tố nữ trái dài tại vì do cái trái nó khoảng 40 mươi cm nên người ta kêu là trái dài nhưng riêng ở đây em gọi là mít tố nữ vị sầu riêng à, để giải thích cho cái tên của nó rồi tiếp theo hình thức nhân giống bên em là có hai loại một là cây ghép chui cây ghép chui thì nó sẽ có nhiều nhánh nhiều tàn như thế này và góc ghép nó ở dưới mà cây này nó chia sẻ bà con ghép lâu mà phải để lâu nữa đi nó mới sống đi càng xa khả năng hao hụt nó càng cao đặc biệt là cô chú ở khu vực phía bắc em gửi về nó hao hụt nhiều lắm bà con nhận cây lúc nào cũng vậy cho cây thời gian nghỉ ngơi năm bảy ngày để nó phục hồi sức khỏe và làm quen với cái nguồn khí hậu và nguồn nước mới mình hãy trồng giúp em rồi tiếp theo cây ghép bo ghép bo là do lúc gài hút hàng quá thì nó mới lên có chừng hai ba lá hả cô chú là tụi em bán rồi nó nhiều góc nha nhiều kích thước lớn nhỏ nha bà con bên kia một đám ghép bò luôn em không có đem qua đây à, thì bên em có hai hình thức ghép như này cô chú á mà mua cây bên em khi mà bạn thảo quy điện thoại xác đơn trước khi gửi á bà con có thể yêu cầu mình cần cây ghép chui nếu mà có số lượng thì em sẽ gửi còn không em báo là chỉ có cây ghép mắt thôi mình lấy cây ghép mắt giúp em còn không yêu cầu bên em có cây gì nó đã cứng cáp nó đã ok rồi em sẽ gửi cây đó cho mình lưu ý giúp em vấn đề này hả cô chú để hơi nhiều khi gửi tới bà con nói à, thấy mày quay là cây ghép chui mày gửi tao cây ghép mắt là sao không phải nha tại vì mình không yêu cầu thì khi đó bên em có cây nào cứng cáp cây nào ổn định em gửi đi cây đó và khi nhận cây bên cây giống tâm phúc bà con lưu ý nhiều nữa là bên em là luôn có tem của cây giống bên em không có tem bên em là mình nhận tầm bậy và đặc điểm nhận dạng như em nói rồi đầu tiên đã gọi là tố nữ là phải có lông lông ở thân và lông ở lá và tiếp theo nữa loại này là lá lớn lá rất là lớn và có độ độ sống lấy nét nghe camera đó sẽ có sống và lớn này cho dù cây ghép mắt lá nó chưa kịp lớn nó vẫn có như vậy vẫn có lông và nó có đồ sống bà con thấy nè này mới có hai lá cứng mấy là đúng mít tố nữ sầu riêng còn một số nơi họ bán giá rất là thấp nhưng khi nhận cây có nhiều khách hàng đã điện cho em thắng rồi nó bán cho anh chị rẻ lắm nhưng mà về anh chị đã coi clip của em rồi thì biết tầm bậy rồi em dục luôn đây là đầu tiên làm giải thích cái tên gọi thứ hai là đặc điểm nhận dạng thứ ba là à, hình thức nhân giống bên em và quy trình mình nhận hàng cô chú mua cây ở cây giống tâm phúc là biết rồi bên em bán là có cam kết trong vòng 30 ngày đầu chăm sóc tốt trường hợp cây có đai em gửi cây khác bù bà con trả phí ship còn riêng mình mua số lượng lớn thì bên em cần nha cần mà em mới làm làm sẽ làm giấy cam kết đúng giống sai em đợi còn không cần em làm nó hơi ố về cảm ơn bà con mình hãy lựa chọn những cơ sở uy tín mua giống để thưởng thức thành quả nếu muốn trồng kinh tế cây này em thấy cũng rất là tuyệt vời sau hơn 18 tháng cho trái thì tầm 3 bốn năm sau là một cây ít gì cũng phải đạt cả trăm trái trở lên một trái trung bình nó rơi khoảng hơn 2 kg tới 4 kg nó nằm trong khoảng đó nó không có quá 4 kg nhiều đâu nghe cô chú mà nó cũng không có dưới 2 kg nữa nằm trong cái khoảng đó rồi cảm ơn bà con em là thắng cây giống tâm phúc quyền chợ lách tỉnh bến tre